Hôm nay lại một lần nữa tôi sẽ giành được cái số tiền thưởng là 189.000. Không là tôi thua. Mấy bạn nhớ cái video hết. Mấy bạn nhớ cái video hết nha. Mấy bạn thích cái thử game này nhớ mình nói cho mình một like, share, nhấn like và đăng ký cho mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Một gửi là mém thua luôn rồi á.
Úi trời, hên quá anh em ơi. Hèn hai. Mà em chết luôn rồi đó. Ê hả, yeah, win. Úi trời, đơn giản thôi mà. Yeah, được rồi anh đi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới chợ nhìn bắt kẹo nha nè. Mình sẽ quay tới 9 phút thôi, có lộn 9 rưỡi thôi. Các bạn chờ xíu nha, để nó tới cái chợ chơi. Hồi nãy tôi lỡ không quay cái video tắt kẹo cho mọi người xem. Bây giờ tôi lỡ rồi, thôi mấy bạn nhớ thông cảm cho mình nha. Bây giờ tôi lỡ không quay cái video tắt kẹo rồi, mấy bạn nhớ thông cảm nha. Mấy bạn gắng chờ tới trò chơi kéo coi nha, chờ đi nha, gắng chờ đi. Tôi thấy mấy thanh niên này hoài, thôi mấy bạn chờ đi, xin lỗi mấy bạn nha. Mấy bạn nhớ thông cảm cái trò chơi tắt kẹo mình đã quay nha. Mấy bạn không kêu mình đó là mấy bạn không kêu mình quay cái video tắt kẹo là mấy bạn chỉ gửi cho mình để mình quay video tắt kẹo nha. Bạn không cảm giùm mình xíu nói bạn thôi nha, mấy bạn giùm xíu đi để tới trò chơi. Ồ, 96 thì năm mấy bạn đó giùm. Ôi, mình sẽ lấy được cái số tiền thưởng mà mình đã sẽ bắt đầu tới trò chơi cứ coi thôi, mấy bạn chờ đi nha. Đây tụi mình đã đến tới trò chơi tắt kẹo nè anh em. Tôi sẽ qua đây đi chạy đi lia lia đó 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 nè nè mấy bạn phải kích ta. Ui kích nhanh lên, kích đó 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 đó. Đội mình mạnh không đơn giản mà đó, kích vậy nè mấy hạng. Gán ở đây mấy bạn thấy mình chuẩn không? Và mấy anh nè đó, chuẩn không kè, kéo ok ok, tụi mình thắng rồi nha anh em. Đó mấy người này cũng biết chơi, đơn giản không à. Đơn giản thôi quá. Ok thôi, tụi mình sẽ dịnh thôi, mình sẽ dừng cái ba cái trò chơi này lại thôi. Nếu mấy bạn thích cái video này nhớ một like share để ủng hộ cho mình nha. Rồi đăng ký cho mình nữa và like và ủng hộ cho mình nữa nha. Thôi tạm biệt mấy bạn, mình sau, bye bye.